hai chậu giống nhau. Đây, tác phẩm xanh rất là già, tán nó phải rộng về 4 mét, gần 4 mét, 3 mét rưỡi. Răng làng cây này, cây dáng đổ quá là giả, toàn những cây ghê gớm, đắp kiểu theo cái này này. Có cây như này xong bắt đầu mới làm cái chậu kiểu này. Không phải đưa lên cái chậu nhìn hay nhỉ? Rất là hợp lý. Này nó lại đẹp, đẹp cây, đẹp cả chậu. Ấy. Này để cửa biệt thự rồi. Mộc Hoành, Hồng Quang, không nói ở đâu. Đây là tác phẩm mini. Này mini cứ phải để trên cái giá cao này, ngắm nó lên tầm ngang đẹp. Xanh dáng khuê. Sáng lão mai. Nhiều tác phẩm đẹp. Xi đỏ này lên nhanh này. Xi này xi gì mà lá nhỏ đấy nhỉ? Ủa không biết là ổi găng hay là ổi ta? Ổi găng, lá này ổi găng. Thấy không? Tán rất là đẹp. Tàn tán rất là đẹp. Cứ xa. Cái này mà để quả ra mang đi. Đẹp. Quả đây. Chè. 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 Không sợ hiện vật. Đấy. Cái chè này là tự nhiên này. Dáng rất là đẹp. Đẹp luôn. Đầu tư của chậu này nó mới sống mới tốt. Đây. Đây là một cái bậy. Cái xanh này là cũng là dáng làng này. Thì đá rất là dễ thì hơi nhiều, dễ nhỏ. Đó là cái mít.
cái mít này thế mà nuôi ác nhỉ. Mít này mà ở dưới gốc này, mít này ở dưới gốc này làm cho 3-4 quả nữa nhỉ. Treo này là 3-4 quả mít ở đây là đẹp. Thế này, rất nhiều hoa. Đây, thế này, rất nhiều hoa này. Quay đằng trước xem nha. Đây, cái khế nó quay đằng trước à. Nó lùn lực mà đẹp này. Mặt này, mặt này đẹp. Cùng hai mặt, kia ngược sáng. Hai mặt mặt nào cũng đẹp. Cái kia béo hơn. Hôm này hút sữa. Hút sữa. Đây, hồng xiêm này, hồng xiêm này mà uốn éo các kiểu. Đây là cái lộc hồng. Tác phẩm mini, xanh mini. Cao 20 này, u cục đây, như cây này, cây này rất thoáng này. Đẹp. Thủ lãng Quý Võ Tăng Ninh. Cái này cao bao nhiêu ấy? Cái này cao từ mặt chậu lên tầm hơn 2 mét anh nhỉ? Tầm 2,5 mét. Bàn này cũng phải tầm 2,5 mét. Con này giá khoảng bao nhiêu? Hả? Một tác phẩm nhãn độc nhất vô nhị, có 102 nu cục kinh khủng luôn. Này cao, nó cao đoạn gốc này tầm 1 mét. Quá là chất.
nụ cục hôm nay. Sao lại kiếm được những cây kế nó đẹp thế này? Cái này cây gân, nó bản thân nó tự gì? Nó thế à? Vâng. Nhà trong có ít ở dưới ruộng ở đây này. Tự nó thế chứ không phải là nó. Đây này, cái cành nó ra bắt đầu nó cứ vặn vặn này, xong rồi nó vặn dần như này. Tác phẩm Mai Chú Thủy. Tuyên bonsai. Cây xanh cổng làng. Tuyệt vời. Tác phẩm dưới này quá ghê. Quá già. Quá đẹp. À này nó cao rồi. Từ từ mặt chậu lên nhá phải được hơn 4 mét, 4 mét rưỡi. Đây là tác phẩm, một tác phẩm rất là lạ này. Ai lấy tác phẩm ổi này thì có được cả con xe. Xe ba bánh. Xe cổ ngày xưa đấy. Cũng làm biển, nó nói biển 5 số rồi. Ngày xưa này xe này gọi là xe gì nhỉ? Ba gì nhỉ? Còn rồi này. Nếu mà cái gốc này nó nu, nó to đi nữa thì đẹp nhỉ? Bay một bên thôi thì nó đỡ. Tiếc mà cành bên này là xấu thêm bằng cành này. Giống như cái cây lúc nãy dưới kia. Để cả hai bên là nó không thành bay. Dọc mấy đoạn đường phố bày không ở một cái bãi, nhưng mà đây là xung quanh dọc mấy cái đường phố là chỗ nào cũng trưng bày cây cảnh. Hội chơi sinh vật cảnh cả miền Nam miền Bắc đều ra. Đó, nên giao lưu rồi giao dịch các thứ à. Đây này, cây này nhìn có lý này. Cây này mới chuyển.
cắt tỉa răm kỹ lắm nhỉ. Đấy, từ nãy giờ đi qua mấy đường phố rồi, đi 2-3 tiếng đồng hồ rồi, đường nào cũng có tất cả. Đây này là một đôi, đây này là một đôi. Rất nhiều cái đẹp. Thế à? Đất này đất tiêu chuẩn. Đất này đất đây là tác phẩm dưới à, hội sinh vật cảnh Đại Từ đây. Tác phẩm dưới này cũng cũng được đấy. Mãi mơ dành 395. Đây là dáng nó đẹp. Nó phải nói Đại Từ đâu. Giống như con này đúng không? À. Đi cũng đi tham dự nhiều rồi. Con này là mặt ngoài này. Phú Lương à? Kiếm được gốc này ác nhỉ. Cây tử đẹp. Con này không nhận. Bò xèo. Nó bò hết rồi đấy. Thấy hơi thừa cái này. Nhỉ yeah. Nó cắt đi thì xèo to lắm. Cắt có cắt to chỉnh lâu. Mấy tác phẩm dưới này toàn dưới à. Xanh rằm kỹ không? Rằm cắt ăn nhỉ. Tiếng đồng hồ nắm được rất nhiều tác phẩm đẹp. Nay video tôi xin tạm dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại.